mình đã thất bại trong công cuộc tư vấn thuyết phục anh khách chọn mũ ba phần tư có kính đi cho nó khỏe anh khách thì thành công trong việc mua hàng và làm hài lòng con gái của anh bởi vì đây là chiếc mũ cô con gái chọn mua để tặng cho anh mình thì hay lo lắng là chiếc nón mình bán ra nó có đủ khả năng bảo vệ người đội hay không nó có hợp pháp hay không còn khách hàng thì như anh khách này đa phần là lo lắng chiếc nón mình đội nó có nặng hay không nó có nóng hay không và quan trọng hơn là nó có làm hài lòng cái người tặng anh là con gái hay không sự lo lắng của mình có thể nó đúng nhưng mà nó chỉ đúng với mình và một phần rất là nhỏ những người đội thôi